Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, như tôi đề Tiến Dũng test và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một combo nghe nhạc chuyên nghiệp hàng bãi xịn đến từ những thương hiệu rất nổi tiếng trên thế giới. Cặp loa Tannoy Gold đến từ Anh Quốc hàng bãi xịn kết hợp với chiếc âm ly đàn ông dòng Super Audio hàng bãi Nhật xịn. Tiến Dũng sẽ test một đoạn nhạc và sẽ giới thiệu chi tiết cũng như là báo giá để quý vị và các bạn tiện tham khảo. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi theo một trong hai số điện thoại ở phía góc phải màn hình. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn có địa chỉ duy nhất tại số 115/34 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay gần cầu Tham Lương. Chúng tôi mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Chúng ta sẽ nghe một đoạn nhạc với chiếc Tobing D5035 mã giải mã nhạc chất lượng cao, kết hợp với chiếc âm ly đàn ông 1500 hàng bãi nội địa Nhật và cặp loa Tannoy M20 đến từ thương hiệu Tannoy Anh Quốc. Nhích lên một chút thôi, rất mạnh. Ngày xưa anh nghệ sĩ lang thang, tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo vòng mơ người đẹp lâu. Đây là một bộ nghe nhạc chuyên nghiệp được phối ghép rất tuyệt vời bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Chọn bộ âm thanh này có mức giá chỉ khoảng 30 triệu sẽ thích hợp cho việc nghe nhạc chuyên nghiệp trong các không gian tầm trên dưới 30m2 chúng ta sử dụng là vừa. Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm rất nổi tiếng đến từ thương hiệu Tannoy Anh Quốc xịn hàng Mẹ Anh Ăng Lê. Đó là cặp loa Tannoy Model M20. Tannoy M20 của thương hiệu Anh Quốc được sản xuất vào khoảng những năm 1990, những năm 2000. Đây là một sản phẩm dòng loa Buxell cao cấp đến từ thương hiệu Anh Quốc, hàng Anh Quốc xịn. Cặp loa này vừa về ngày hôm nay tại shop với tình trạng zin nguyên bản và tuyệt đẹp, đúng hàng Anh Quốc nhà nòi, quý vị và các bạn lưu ý. Với phần thùng loa được hãng trang trí bên ngoài là gỗ lạng, loa sử dụng một bát loại 20cm, màng nhựa và gân cao su rất mềm và rất bền theo thời gian. Một loa chép đôm với mũi lụa và tất cả các kiềng loa được hãng xi mạ màu vàng rất đẹp. Lỗ thông hơi ở phía trước. Với dòng loa này chúng ta có thể sử dụng chơi đa thể loại dòng nhạc từ tiết tấu chậm, tiết tấu vừa cho đến tiết tấu khá nhanh giống như chúng ta vừa nghe. Các bản nhạc vàng, các bản nhạc acoustic, các bản nhạc hòa tấu không lời, rumba, guitar. Đây là một thế mạnh rất tuyệt vời khi chơi các dòng nhạc Tiến Dũng vừa kể trên. Chúng ta cũng có thể chơi nhạc remix giống như Tiến Dũng đang sử dụng ở đây, hoặc chơi nhạc liên khúc hải ngoại. Nhìn chung đây là một cặp loa chơi đa thể loại dòng nhạc. Và Tiến Dũng cũng xin lưu ý đây là sản phẩm sẽ không thích hợp cho việc hát karaoke. Nó sẽ không an toàn và nó sẽ không cho âm thanh tối ưu nhất. Cặp loa với tình trạng zin nguyên bản hàng bãi xịn về trực tiếp từ Mỹ. Cặp loa này với mức giá thị trường khoảng 15 triệu. Và với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp như thế này, Tiến Dũng bao zin cam kết đúng hàng Anh Quốc xịn và với mức giá ưu đãi hơn rất nhiều, chỉ 14 triệu. Tất cả Tiến Dũng bao zin bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Thủ tục mua sản phẩm rất đơn giản, quý vị và các bạn có thể chuyển tiền đủ trước một lượt, Tiến Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển. Các hình thức đặt cọc thì anh em có thể đặt cọc trước 20%, nhận hàng thanh toán và tự mình sẽ chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của cặp loa này đi các tỉnh khoảng cỡ 200-300 ngàn tùy theo xa gần. Tiếp theo phía dưới này thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm dòng cao cấp đến từ thương hiệu Đàn Ông hàng bãi nội địa Nhật. Đây là dòng Super Audio, đó chính là chiếc PME1500AE. Đàn Ông được bắt đầu từ chữ PME là dòng chuyên dùng nghe nhạc, quý vị và các bạn đều biết. Những dòng bắt đầu từ chữ AVR hoặc là AVC là những dòng chuyên dùng để sử dụng xem phim, cho nên chúng ta sẽ chơi nhạc hoặc chơi karaoke nó sẽ không phù hợp và nó sẽ không hay. Đối với dòng AVR và AVC thì mức giá nó rẻ hơn rất nhiều so với dòng PME, quý vị và các bạn lưu ý. Chiếc Đàn Ông 1500AE dòng Super Audio sử dụng công nghệ sò MOSFET UHC
và với tính năng dòng Super Audio, âm thanh của nó sẽ rất tuyệt vời. Chúng ta có thể phối ghép với hầu đa các dòng loa trên thị trường từ bass 40cm đổ lại, như là Sequin Vega, như là JBL, như là Pioneer, như là Tannoy và chúng ta vừa nghe ở đây. Với tình trạng zin của bản hàng được tuyển chọn trực tiếp từ nước ngoài về, quý vị và các bạn có thể thấy các cọc loa, các trạm kết nối còn vàng óng. Đây là sản phẩm do bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn và ship trực tiếp từ siêu thị Nhật về với tình trạng zin nguyên bản, bảo hành kỹ thuật 1 tháng, mức giá trong dịp này cũng rất tốt, chỉ 11 triệu. Phía bên đây là những sản phẩm mà có cùng phân khúc tầm giá. Đàn ông 1500R với mức giá chỉ 9 triệu, màu đen 1500R 2 la mã với mức giá chỉ 12 triệu, màu vàng. Tất cả những chiếc này đều có cấu hình giống nhau, điện 100V, công suất nguồn là 250W, nó rất mạnh mẽ. Phía trên này là chiếc đầu giải mã DAC Topping D50 3 la mã. Chiếc này đạt chuẩn Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless. Chúng ta có thể kết nối với TV thông qua cổng quang, với điện thoại thông qua Bluetooth và với máy tính thông qua cáp USB. Máy này xuất ra đến 2 cổng âm thanh. Chúng ta có thể kết nối đến 2 dàn âm thanh. Ví dụ như anh em có một dàn nghe nhạc riêng, một dàn hát karaoke riêng thì đây là một sự lựa chọn rất tuyệt vời. Mức giá 5.400.000 mới nguyên hộp. Hàng Made in China, tiêu chuẩn CE và FC. Đây là hai tiêu chuẩn rất quan trọng và rất khắt khe về thiết bị điện tử trên toàn cầu của Mỹ và của Anh Quốc. Bảo hành kỹ thuật 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 chính hãng. Tiến Dũng đang có khuyến mại tặng theo một cặp dây AV Italy, một dây optical và một cục adapter nguồn 5V. Ba món quà này trị giá 600.000 thì Dũng sẽ tặng kèm. Phía bên đây là hai cặp loa trợ lời được rất nhiều người chơi audio quan tâm trong thời gian vừa qua. Đó là Bow Cooper Series 2 và Cooper Series 3. Hai cái như vậy là một cặp và hai cái như vậy là một cặp. Hai loa này có cấu hình giống nhau. Trở kháng 8 ohm, công suất 80W trên một thùng. Loa được cấu tạo là hai cái loa toàn giải loại 7cm trên một thùng như thế này. Phần vỏ thùng được hãng sử dụng vật liệu bên ngoài là nhựa ABS chuyên nghiệp rất cao cấp, có thể nói là bền vĩnh cửu theo thời gian. Loa này sẽ thích hợp cho việc hỗ trợ, tức là tăng cường tiếng trung âm và tiếng chép cho các dàn âm thanh. Lưu ý với quý vị và các bạn, đây là loa toàn giải, quý vị sẽ nghe được âm thanh trong trẻo, rõ nét, nó hay hơn rất nhiều so với các dòng loa thông thường. Bow Cooper Series 3 với mức giá chỉ 3.600.000, tình trạng hàng tuyển chọn trực tiếp từ Mỹ về, zin nguyên bản và đẹp gần như mới. Khi chúng ta đẩy căng vào thì tổng thể của loa như thế này. Chúng ta có thể xoay qua xoay lại để điều hướng cho hệ thống âm thanh của chúng ta. Phía bên đây tương tự là Bow Cooper Series 2 với mức giá chỉ 3.200.000. Đợt này thì Dũng về được một số đoạn dây của Bow, đúng dây bãi Mỹ xịn của chính hãng Bow. Một cuộn về thì nó sẽ như thế này. Và đối với cặp loa này thì hãng chế tạo là dạng rắc bông sen, thì Dũng có tặng kèm theo một bộ dây như thế này. Dây loa Bow đúng đời, đúng đồ Mỹ xịn, chiều dài mỗi bên 1 mét. Và Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp tụ cản lời của Đức. Hai món quà này sẽ hàn sẵn như thế này, anh em chỉ vật kết nối vào hệ thống loa của mình là xong. Món quà này trị giá 400.000, Tiến Dũng sẽ tặng kèm cho tất cả các mẫu loa lời hiện nay đang có tại shop. Với những hệ thống loa này, chúng ta có thể kết hợp để hỗ trợ cho các dàn âm thanh nghe nhạc và bao gồm cả những dàn hát karaoke, bao gồm cả từ âm ly hàng bãi Nhật, âm ly Hàn Quốc cho đến những cục đẩy công suất có công suất lớn, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Phía trên này là những chiếc âm ly Pioneer hàng bãi Nhật. Đây là những sản phẩm hàng tuyển chọn, có thể nói là hàng sưu tầm. Nó đẹp, tuyệt đẹp. Những sản phẩm này do các bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn và ship trực tiếp từ Nhật về với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp. Điện 100V, công suất nguồn là 155W. Công suất ngõ ra loa ở trở kháng 8 ohm là 65W. Đây là một sản phẩm rất nổi tiếng, được người chơi audio rất quan tâm, sử dụng để nghe các dòng nhạc có tiết tấu vừa và tiết tấu chậm, như là nhạc vàng, nhạc acoustic hoặc cỡ nhạc liên khúc hải ngoại đổ lại. Chúng ta có thể phối ghép với hầu đa các dòng loa trên thị trường từ bass 30cm đổ lại, như là các dòng kiểu như Pioneer, CSA7, CSI7, CSA9, CSI9, các dòng loa của Daiton, của JBL, bass 30cm đổ lại chơi rất tuyệt vời. Hiện nay thì Dũng đang có hai phiên bản tăng phô, tức là cục nguồn của nó màu vàng, mức giá 12, và tăng phô màu đen, mức giá 11.
Những sản phẩm này với tình trạng zin của bạn và nó tuyệt đẹp. Phía bên đây là những chiếc đầu giải mã DAC hot trend nhất trên thị trường hiện nay. Tất cả đều là giải mã 32 bit chuẩn nhạc chất lượng cao. Các thương hiệu nổi tiếng nhất như là Vio, như là iFi, như là Tobin. Hiện nay Tiến Dũng đang làm đại lý chính thức tại khu vực phía Nam. Hãy liên hệ sớm với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm audio cao cấp, chính hãng và được tuyển chọn bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn với trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử, thiết bị audio. Cuối cùng thì Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.